Và thưa quý vị, rất nhiều những hàng hào tâm đã không quản đường xá xa, xa xôi. Ngày hôm nay, họ đã có mặt ở đây để cùng sẻ chia những yêu thương, để cùng làm giảm bớt những khó khăn đau đớn của các bệnh nhân. Và ngay bây giờ đây, có lẽ chúng tôi xin được mời ông Trần Hữu Thuật sẽ đại diện cho tất cả những nhà hào tâm đã đến với chương trình kết nối yêu thương số 6 của Bệnh viện Đông Bướu, Nghệ An. Sẽ có đôi điều chia sẻ với các bệnh nhân cũng như với chương trình kết nối yêu thương số 6. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế và các sở ban ngành tỉnh Nghệ An. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Bệnh viện Úng Bướu và toàn thể tập thể các trưởng phó phòng, các y bác sĩ, các chấp sốc viên đã ngày đêm tận tụy chăm sóc những bệnh nhân nặng điều trị tại bệnh viện này. Trước hết, cho tôi được thay mặt tập thể hội doanh nhân nghệ tĩnh mở rộng tại đà nẵng gửi lời chào trân trọng nhất gửi lời chào chia sẻ đến tất cả các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện ung bướu nghệ an và những bệnh nhân điều trị ngoài trú ở nhà thực sự cách đây một tuần thì chúng tôi mới biết được hôm nay có cái chương trình này cho nên thời gian gấp gáp. Hôm nay năm anh em chúng tôi từ Đà Nẵng ra đây thay mặt cho ban chấp hành hội cũng chỉ có một chút tấm lòng của anh em đóng góp lại được 100 triệu để gửi tới hỗ trợ những bệnh nhân đặc biệt khó khăn và các bác các anh các chị đang điều trị tại đây một suất quà tuy nó nhỏ mọn nhưng mà chắc chắn sau đợt này tôi hứa với tập thể bệnh viện và bà con đang điều trị ở đây chúng tôi sẽ về có một cuộc phát động vì nói thật ngày hôm qua sáng hôm qua tôi ăn sáng với anh trung tôi mới biết được nó hiện tại những người đang trồng tròi bệnh tật của cái xứ nghệ này nó gần 15.000 người Thực sự tôi không tưởng tượng được cái chuyện này xảy ra. Mà cũng ngày hôm qua thì tôi mới biết được là tại bệnh viện này như hôm nay là có 946 bệnh nhân. Thì như thế là phải trên ba chục cái giường bệnh với ba bệnh nhân nằm một giường. Còn chủ yếu là hai bệnh nhân nằm một giường. Thì qua đây chúng tôi là những người dân xứ nghệ đang sống, công tác và làm việc tại Đà Nẵng. Hôm nay có đồng chí, các đồng chí lãnh đạo sở. Tôi đề nghị một cái điều rất thiệt tha. Không thể ba năm giải phóng, ba năm đổi mới rồi. Mà bây giờ bệnh nhân nặng, cuộc sống của họ rất ngắn. Mà tới đây điều trị, mà lại ba bệnh nhân nằm một giường thì nó xót xa quá. Chuyên qua cái câu truyền hình này, tôi cũng rất muốn là kêu gọi mọi nhà hảo tâm, các nhà doanh nghiệp trên cả nước và nhất là những con những người con xứ nghệ sinh ra và lớn lên ở mảnh đất khô cằn này đi ra lập nghiệp ở nơi khác làm ăn được có cách gì để hỗ trợ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo sở thì cố gắng làm sao để phải thuyết phục được lãnh đạo tỉnh làm sao sớm để có một cái bệnh viện sang trang một vấn đề thứ hai nữa, ngày hôm qua tôi mới biết được cả một cái bệnh viện luôn luôn có trên dưới một ngàn bệnh nhân nặng nằm ở trong cả khoa điều trị. Mà bây giờ cái trung tâm của ta chuẩn bị thì chuyển ra tận Nghi Liên nó cách đây cả mười mấy cây số. Mà lại chỉ có một cái xe cứu thương. Thì lỡ máy xe đi dọc đường, nó trục trặc. Mà trời nắng ba độ này thì bệnh nhân nặng như thế thì có chết trên xe không? Nên tôi đề nghị có các đồng chí lãnh đạo sở y tế các đồng chí phải tính làm sao mua cái bệnh viện nặng như thế này thì tôi thiểu phải có một đội xe ít nhất là 4 đến 5 chiếc. Còn hôm nay tôi chưa hội ý ban chấp hành, nhưng mà tôi có hội với anh Hiền. Sau cái buổi này tôi hứa trong năm này hội doanh nhân nghệ tịnh chúng tôi sẽ kêu gọi và sẽ tặng một cái xe cứu thương cho bệnh viện. Sẽ tặng đúng một cái xe của Nhật Bản hàng Toyota. Nó luôn luôn tốt mà tiết kiệm nhiên lâu nhất. Còn qua cái câu truyền hành này một lần nữa tôi kêu gọi mọi người sẽ đóng góp một chút nhỏ của mình để giúp đỡ những cái bệnh nhân nghèo những cái bệnh nhân nặng đang nằm điều trị ở đấy và điều trị vượt tuyến và ở mọi miền của cái xứ nghệ mình một lần nữa tôi chúc toàn thể bệnh nhân các bác các anh các chị các cô các chú cố gắng điều trị bệnh ung thư này để quyết định có chiến thắng hay không là lạc quan, yêu đời, không sợ chết. Vì tôi nói thật, mẹ tôi cũng bị bệnh ung thư sau giải phẫu. Giáo sư, bác sĩ khẳng định ba chỉ sống được hai năm rưỡi. Nhưng vì ba lạc quan, con cái biết chăm sóc ba, mẹ tôi kéo được 5 năm, một tháng, 16 ngày sau mổ. Cho nên nhân ở đây thì tôi chỉ mong muốn tất cả các anh, các chị, các bà, các chú muốn vượt qua cái bệnh tật của mình thì lạc quan là trên hết và điều trị đúng cái phác đồ của bệnh viện quy định và có những cái thứ dân gian thì mình áp dụng thêm chương trình của cái đoàn thì rất là nhiều nên tôi chỉ phát biểu đến đây và qua đây một lần nữa tôi kêu gọi mọi người trên mọi miền tổ quốc nhất là người con xứ nghệ sẽ bỏ một chút cái tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ ba con nó vượt qua và chống chọi với bệnh tật để có tiền để điều trị nó đạt hiệu cao cao. Một lần nữa chúc các đồng chí lãnh đạo sở, các đồng chí lãnh đạo bệnh viện, nhất là tập thể y bác sĩ những người luôn luôn ngày đêm thức khuya dậy sớm trực suốt đêm này qua đêm khác để chăm và tiêm thuốc và chích thuốc cho những người bệnh nhân nặng để họ vượt qua được cái bệnh tật này luôn luôn khỏe mạnh nhất, luôn luôn tỉnh táo nhất để làm sao giúp đỡ bà con chống khỏi bệnh sớm về với cuộc sống bình thường tôi xin hết